xin chào anh chị và các bạn. Vậy là chúng ta đã kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chúng ta lại quay trở về với nhịp sống thường ngày. Người lớn quay về làm, trẻ nhỏ quay về học. Sau Tết chúng ta không chỉ còn bánh chưng và giò, mà còn những khoản lì xì của trẻ con cần xử lý. Khi nhắc đến tiền lì xì của con sau Tết, chắc nhiều đứa trẻ đã quen với việc được cha mẹ giữ hộ. Bản thân tôi từ nhỏ khi nhận thức được, cho đến khi bắt đầu đi học đại học, tiền lì xì sau Tết đều tự giác đưa hết cho mẹ. Sau đó thì không có ý niệm gì về khoản tiền này nữa. Chỉ khi lên đại học cần phải tự quản lý chi tiêu thì mới cầm khoản tiền này. Khoản tiền lì xì của những đứa trẻ, một là sẽ không còn ý niệm gì sau Tết như tôi, hai là những đứa trẻ sẽ biết và được sử dụng, nhưng việc theo dõi và để quản lý sẽ dần bị lãng quên vì cả người lớn và trẻ con sẽ dần xao nhãng nó. Việc không để trẻ giữ tiền lì xì thường xuất phát từ ý niệm trẻ con còn nhỏ, chưa biết cách tiêu tiền. Quả thật đây là một suy nghĩ không sai. Thực tế tôi có một cậu cháu trai năm nay 7 tuổi. Tết năm trước khi hỏi cô cậu về việc sẽ sử dụng khoản tiền lì xì này thế nào, thì cậu chàng kể ra một loạt đồ chơi sẽ mua ở hiệu sách gần nhà với giọng rất hào hứng và đôi mắt long lanh. Như thế các vị phụ huynh lo là phải, sợ còn tiêu tiền lãng phí. Ngoài ra, nhiều bậc phụ huynh quan điểm rằng trẻ con thì chưa cần biết đến tiền, chưa nên tiếp xúc với tiền rồi sinh ra hư. Từ hư ở đây có thể bao hàm trẻ trở nên tính toán, trẻ thích tiêu xài, ham mê tiền hơn học, rồi trẻ dễ sa đà vào những tệ nạn. Rất nhiều lý do có vẻ chính đáng để phụ huynh ngăn cản con tiếp xúc với tiền. Thế nhưng anh chị thân mến, rồi đến một ngày đứa trẻ cũng phải tiếp xúc với tiền, tự mình đưa ra những quyết định về tiền bạc. Như tôi của 10 năm trước đây khi bước chân vào đại học. Tại sao không để trẻ tiếp xúc từ sớm và được dạy dỗ, được học từ chính những người thương yêu và kiên nhẫn với chúng nhất cuộc đời này? Có câu nói thế này, nếu bạn không dạy con bạn về tiền, sẽ có người khác dạy chúng thay bạn. Người khác đó có thể là những kẻ lừa đảo, có thể là công an hay tòa án. Nếu được lựa chọn, tôi chắc chắn không một vị phụ huynh nào mong muốn con được học những bài học mà phải đánh đổi một thứ gì đó của con. Trẻ không tiếp xúc nhiều với tiền có thể giữ được sự trong sáng, chưa bị ảnh hưởng bởi vật chất nhiều. Thế nhưng trong xã hội ngày nay, bên cạnh sự trong sáng, trẻ cần có sự khôn ngoan về tiền. Sự khôn ngoan này không khiến con trở nên tính toán, vật chất hơn, mà sẽ khiến con hành động biết suy nghĩ hơn, có trách nhiệm hơn với tiền bạc và biết coi trọng giá trị của đồng tiền. Thực tế, có những đứa trẻ khi ra đời được tự tay tiêu những đồng tiền mình có đã sa đà vào những tệ nạn xã hội hoặc bị lừa đảo vì thiếu kỹ năng. Âm ỉ lâu dài hơn, tôi biết được không ít những tâm sự của những người kiếm được nhiều tiền nhưng không biết cách giữ tiền, không biết cách đầu tư. Những hậu quả dù trong ngắn hạn hay dài hạn đều ảnh hưởng đến sự thịnh vượng tài chính trong đời của một người. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam suýt đội sổ trong cuộc khảo sát hiểu biết về tài chính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Visa, một tổ chức tài chính đa quốc gia. Thực tế thì chỉ số phổ cập tài chính của Việt Nam chỉ đạt 21,28, xếp thứ 112 trên 176 quốc gia trên toàn thế giới và đứng thứ vị trí 22 trên 37 quốc gia đang phát triển tại châu Á. Nhìn sâu xa hơn, các vị phụ huynh ngày hôm nay cũng chưa từng được dạy về tiền, cũng đã từng bị ngăn cấm tiếp xúc với tiền giống như cách mà mình đang áp dụng với con ngày nay. Nhưng các vị phụ huynh ngày nay có thể bắt đầu thay đổi để tương lai của con cháu mình sau này cũng thay đổi. Tận dụng với việc sử dụng và quản lý tiền lì xì, nếu phụ huynh cho con được quyền sử dụng số tiền này, có thể áp dụng trao đổi với con theo lứa tuổi. Nếu trẻ học cấp 1, cha mẹ cần thống nhất và thỏa thuận với con để giữ hộ và cam kết khi con cần chi tiêu, cha mẹ sẽ cùng con quyết định sử dụng số tiền đó. Nếu trẻ học cấp 2, cấp 3 thì con đã lớn hơn, có nhận thức tốt hơn và có quan điểm riêng. Cha mẹ có thể cho con tự quản lý nhưng khéo léo để biết được cách con sử dụng và quản lý tiền thế nào.
Như người Do Thái, họ không ngần ngại dạy trẻ về tiền từ khi còn nhỏ. Trẻ được học cách quản lý tiền bằng 6 chiếc lọ. Mục đích phân loại những chiếc lọ để con trẻ biết có những mục tiêu chi tiêu dành cho những mục đích khác nhau. Ngắn hạn có, dài hạn có, cho bản thân có, cho người khác có. Từ cách quản lý tiền này, trẻ sẽ có được một cái nhìn tổng quan về cách quản lý và sử dụng tiền. Không chỉ biết tiêu tiền cho những mong muốn hiện tại mà cũng biết kiên nhẫn chuẩn bị tiền cho những mục đích trong tương lai. Không chỉ biết tiêu tiền cho bản thân mà còn biết chia sẻ số tiền mình có cho người khác. Rõ ràng, hiểu về tiền, trẻ không hề tham lam hơn, nóng vội hơn mà biết cách chia sẻ, kiên nhẫn và trách nhiệm hơn. Đây là một việc làm không phải ngày 1, ngày 2 mà thành công được. Nhưng nếu như được tưới tẩm đủ dài, con sẽ được ngấm vào một cách tự nhiên. Con sẽ biết trân quý đồng tiền, biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý. Thậm chí, con còn biết cách đầu tư tiền từ sớm như cách mà Warren Buffett đã thực hiện từ khi 8 tuổi. Anh chị thân mến, từ câu chuyện lì xì của con trẻ, không chỉ trẻ học mà người lớn cũng có thể học. Trẻ thì học cách làm, còn người lớn thì cần học cách dạy. Dù thế nào thì tôi vẫn tin trẻ được học những bài học từ những người thương yêu và kiên nhẫn nhất với chúng sẽ luôn là những bài học tuyệt vời nhất.